cảm giác lần đầu tiên á? Lần đầu cực kỳ bỡ ngỡ, tại vì Dắt và Minh Xanh à, Từ Vũ á, dạ, chẳng hiểu gì, cứ việc chờ tới tối cũng chẳng biết, cứ nhìn lên cái bạn mà dạ, chẳng thấy tên vợ ở đâu thì cứ xong cứ vô hỏi bác y tá hoặc là bác sĩ kêu cứ ngồi chờ cứ vậy thôi. Tới cái khoảnh khắc mà khi mà biết bác sĩ báo là bé đã sanh mẹ tròn con vuông, lúc đó anh như thế nào? Cái lần đầu, dạ lần đầu này, em hỏi lần đầu chắc là phải xin lỗi con trai, lần đầu là tại vì chờ tới 10 giờ như ngủ quên luôn đó. Buổi sáng chiều cứ nằm cái phòng chờ một cái màn hình đó là ngủ quên luôn. Có rất một số trường hợp bạn bè của vậy, ông bố rất là sốt sắng, sốt sắng dữ lắm, nhưng riêng tới lúc sanh là bố ngủ không. Và thậm chí là em có một anh bạn là chờ cái lúc mà chờ chỗ sốt sắng lần đầu tiên, xong rồi tới lúc mà thay ca là mẹ vợ lên là anh vừa về là mẹ gọi vợ con sanh rồi. Có nghĩa là khoảnh khắc đó là không có ở đó.